Đầu tiên tôi đang đi cùng một cô gái mới chuyển sinh mà đã phải đi đánh nhau rồi sao? Oh my god. Ông già đã nói cái gì đó. Và búng tay một phát. Wow, công nghệ tiên tiến quá. Đây là một thế giới hư vô vậy đó. Hey hey hey, cái gì đây? What the fuck? Animal. Và đây là tôi hả? Wow. Ui, quái vật. Mới vô đã có quái vật rồi. Come on nào, cô gái, chạy đi. Ui, một đàn chó. Một đàn chó đang dí. Chó hai đầu. Chó canh cửa địa ngục. À, canh cửa địa ngục hình như ba đầu. Chạy thôi, chạy thôi. Trong lúc đang chạy thì nó hỏi tên tôi là gì. Chắc tôi chọn nhân vật nữ quá, để cho nó có chút gì đó gọi là đầy đặn. Điên à? Tôi đến thế giới mới mà tôi làm con gái sao mà được, đúng không? Mất hết hình tượng. Và hành trình của tôi bắt đầu tiếp tục. Và tôi là cô gái này đây. Tôi đã isekai thành con gái. Quá là đỉnh. Một hành trình khá là dài dòng. Làm sao để tóm tắt lại chỉ còn 5 phút đây. Tôi đang thở mọi người ơi. W để đi tới. F để lượm mấy cái này. Nhưng mà tại sao 120 FPS mà nó lắc như vậy ta? Shit, cái gì là sao à? No. Không. Có cái thứ gì đó ở đây. Wow. Và đó là mấy con chó đó mọi người. Rồi. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Một, 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 một. Trời ơi. Tôi là một kiếm sĩ. Mày sợ tao rồi chứ gì? Tiếp tục đi hả? Tôi đã biết nhảy luôn rồi. Và đi đường nào tiếp? Đi đường này hả? Oh. Ê! Sao tôi đần vậy? Trong cái hòm này sẽ có gì đây? Oh. Trong cái hòm đó có cái gì? Wow. Đây là đâu đây? Oh. What the fuck, sao con chó hai đầu lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi tưởng nó đã dí theo thật kia. Ui, nó sắp cắn vào người tôi rồi. Chém này, cú chém này. Ui, zip. Combat ghê gớm quá. Hồi trước tôi chơi cái gì nhờ? Genshin Impact nó không được như vậy luôn. Wow. Chạy thôi, chạy thôi, chạy. Mặc không nổi, chạy thôi. Ui ơi. Không được rồi, không ổn. Chượt chượt ghê quá quá. Nó có vẻ hơi lắc một xíu mọi người thông cảm. Ở thế giới mới nó có vẻ hơi lắc. Isekai và nhảy vào thác nước và bám vào được một sợi dây nhảy qua bên đây luôn. Đúng là tôi mà, tôi địch quá. Mới Isekai thôi mà tôi đã có những thứ rất là tuyệt vời ha. Đây là tập đầu tiên của cái này. Ôi. Ở đâu ra một cái đàn gọi là làm chơi. Đây là khối tiên thạch gì đây? Ở đây là cánh cổng gì đây? Ở đây lại có thêm một loại cái vật mới. Ê, loại có vật này thông minh quá, nó còn không biết cầm đá nữa. Oh shit. Mày, con kia. Nhiều quá, kỹ năng đâu rồi? Kỹ năng hụt rồi, mấy má ơi, kỹ năng hụt rồi. Nhiều chó và nhiều con quái vật này quá. Hiện tại tôi vẫn chưa hiện thanh máu, tôi có thể đánh chết bọn này. Chuyển sinh đến thế giới mới. Tôi là một cô gái và tôi chém hụt không vậy? Có vẻ khá là tôi sẽ dùng chiêu hụt với thằng này. Tôi lại chém hụt nữa rồi. Con nào? Tôi chém loạn xạ quá mọi người. Ở đây là một cái thác nước và khung cảnh khá là đẹp mọi người ơi. Đây là thế giới mà tôi sẽ sắp ra ngoài sao? Tôi đang bị kẹt ở một vách núi nào đó. Oh, come on. Tôi đang chạy rất nhanh ha. Ở đây là ở đâu vậy? Có ba người nào đó. Có một cô gái và hai thanh niên. Không biết họ sẽ làm gì tôi đây. Tôi đã bị kiệt sức rồi. Tôi nghe thấy tiếng gì đó. Họ đang nói chuyện. Tôi mở mắt ra và thấy đây là một thế giới mới. Thật ra lúc nãy tôi đã đến thế giới này rồi. Nhưng mà ở đây là ở đâu vậy? Một cô gái xinh đẹp. Đây là vợ tôi. Chết. Tôi là con gái mà. Đây là chồng. À không, không có vụ đó đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy mẹ?
Sớ gì á, tôi đừng có nói nhiều. Mày muốn hàm hiếp tao chứ gì? Mày đừng có đụng vào tao đó. Ok, bây giờ tôi đã tỉnh dậy rồi. Mà sao tôi không được lựa chọn màu tóc rồi khuôn mặt rồi các kiểu nhỉ? Tôi không thích những cuộc trò chuyện cho lắm. Có cách nào để bỏ qua những cuộc trò chuyện skip đây rồi? Wow, đây đúng là cây kiếm lúc nãy tôi sử dụng để chém mấy con kia, đúng không nhỉ? Có vẻ như đến thế giới mới, trí nhớ của tôi đã bị hỗn loạn. Wow, thế giới này còn phát triển hơn cả trái đất hiện tại sao? Tao có tàu lượn bay kiểu kiểu, nhìn nó rất là cổ sĩ, nhưng mà nó cũng rất là chi là tiên tiến. Và tôi đã đến với thế giới fantasy này, một thế giới thật lạ. Và đầu tiên tôi có kết bạn một cô gái khá là cute và tôi muốn bỏ qua cuộc trò chuyện này vì tôi không hiểu con gái nói chuyện gì hết. Chúng ta cần cái quần què gì tôi cũng không cần biết. Thôi nào, bỏ qua câu chuyện này đi, khi chuyển sinh mà còn phải tuân theo cốt truyện nữa thật là quá buồn. Cái gì đây, công nghệ gì đây, đây là ai đây? What, người máy được tạo ra từ hình chiếu sao? Hả? Ok, mọi người, như lúc đầu tôi đã chia sẻ là đến với thế giới mới tôi không có bánh mì phiên dịch, vậy nên tôi chỉ đành hiểu theo phong cách ngôn ngữ và hình thể thôi. Nó đứng đằng kia nó chờ à. Tôi đã lên level 2 rồi. Trong lúc đi tụi nó vẫn không ngừng nói chuyện các bạn. Đây là người dân sao ở dưới cây có một thanh niên mập địch. Tôi không có kỳ thị gì đâu, nhưng mà thanh niên rất mập thật. Ok, bây giờ chúng ta phải nói chuyện với một cô gái. Tôi muốn bỏ qua cái câu chuyện này với cô Mina. Mina là ai? Mina là cái con người máy đang nói. Thứ tôi cần là tôi nói chuyện với cô gái này. Đây có vẻ như là một cô gái rất là lão luyện ở trong cái ngành gọi là bật quật game đúng không? Và tôi biết rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này đây? Ở đây là cái gì đây? Wow, trông tôi ngon không? Tôi thiết lập nhân vật các bạn ơi. Có một nhân vật mà tôi không được thiết lập, và tôi được thiết lập rất nhiều nhân vật ở đây. Ở trong những cái này thì gu của tôi là giống thâm mắt đỏ vậy, ánh mắt máu này quá ghê gớm, ác ma vậy. Tôi đã thay đổi, tôi đã cao hơn trước vài cm và rất xinh đẹp. Tiếp tục màn trò chuyện, và đây là hình dạng hiện giờ của tôi, khá là cute for my wear luôn. Cảm ơn cô đã cho tôi bộ đồ này. Không có gì đâu, nhưng mà sao không mặc game giống tôi vậy? Xin chào anh mập. Good job, chúc mừng bà đã sử dụng được công nghệ của chúng tôi. Tôi không phải là hack game. Wow, gu lái máy bay. Tôi thích những người như thế này. Oh my, wow, cô ấy uốn lẹo như thế trước mặt của tôi. Mà tôi đã lựa chọn phải nhân vật gái rồi. Không là tôi thấy ấy luôn. Thôi tôi phải đi với con bé người thân. Sẽ một ngày nào đó tôi dụ dỗ được nó. Nó sẽ trở thành trong những dàn harem của tôi. Để được chuyển sinh. Trời ơi, bờ mông của nó giới thiệu về nơi này khá là nhiều. Mặc dù tôi không quan tâm ha. Wow, cổ máy này nó có hiện tượng gì đó. Nó mở cổng gì đây? Nó lại tiếp tục nói chuyện với con bé này nữa. Đây là cổng dịch chuyển. Oh what? Ở thế giới này đã có cổng dịch chuyển rồi. Cái gì đây? Chết rồi, có chuyện gì vậy? Ui, té lòi cả liêm sĩ luôn rồi. Tôi sẽ ở trong đây tiêu diệt chúng nó. Mọi người kia yên tâm, tôi có chiêu một mà. Một cổ máy đã bị tiêu diệt. Gì đây? Chùm hả? Tao đây mà. Oh fuck, cô đang bị yếu máu rồi. Một điều đó nó bắn tôi, nó chém tôi. Cái này mà vô trận chiến thực sự thì tôi đã chết từ thời nào rồi. Wow, mấy mẹ kia chạy vô trong nhà rồi hả? Nhanh thật, tiếp tục dẫn tôi đi đâu. Come on, let's go. Đứng ở đây và ngắm khung cảnh này sao? Cái gì vậy? Tôi không hiểu nó nói cái gì hết. Tôi muốn bỏ qua nhưng mà tôi sẽ follow cái con silly này. Có một con thỏ này, tôi bắt luôn kìa. Chém mày luôn thỏ ơi. Một cú chém thôi đã thu được rất nhiều thứ. Tôi phải đi theo con này ra đây ngắm cảnh nữa. Chúng ta sẽ cùng xem cái gì. Nói chuyện hoài. Đúng là bọn gái này nói chuyện nhiều quá. Bây giờ tôi chơi nhân vật nam rồi mà chắc cũng nói chuyện nhiều vậy thôi. I'm coming now. Và ai cả tôi bơi rồi nó bay qua. Bỏ qua người. Cái gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, sóng điện truyền đi khá xa đây. Một thứ gì đó tôi thấy khá là mơ hồ. Wow, thì ra đây là bản đồ. Tôi nhảy xuống để tôi bay chứ gì. Bây giờ tôi sẽ bay đi tới đâu đây? Tôi sẽ bay tới bên kia.
Cái cổ máy 131 này nó cứ nói cái quần bè đau lỗ tai quá. Tôi tưởng thả nút ra nó vẫn cứ trôi như vậy. Lễ hội gì đây? Pokemon à? Cái này chơi bắn bóng à? Đây là quái vật à? Quái vật thật sao? Rồi giết cổ máy to nhất rồi, chân thật gì hết. Tôi muốn đổi góc nhìn. Thề, tôi đánh bọn quái này chưa bao giờ lâu hơn gọi là người chơi nào có thể vượt qua được cái kỷ lục đánh người chơi lâu nhất thế giới như tôi. Quá lâu nhất thế giới như tôi. Đến xem mới, thế giới mới. À, đây là một cái vòng quay đúng không? Tôi sẽ quay được các nhân vật khác thì gì? Cái này nó không khác gì xin ba. Tôi sẽ được chọn những kỹ năng đúng không? Tôi sẽ chuyển sang bắn cung rồi đó. À, hãy cho tôi một nhân vật tuyệt vời nào. Một cô vợ hai đẹp tuyệt vời. Cô vợ ấy là một người dùng thương à? À, rồi tôi chuyển sang dùng thương thôi. Và tôi có kỹ năng của cô ấy. Đây là kỹ số thông tin sức mạnh. Mọi thứ đã được chúng tôi sắp xếp. Wow. Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng. Tại sao lại sao tôi lại đau mắt như thế này? Và tôi đang lạc ở một thế giới hư ảo nào đây. Tôi chuẩn bị Isekai thêm lần nữa sao? What? Đây là thứ gì đây? Đây là những vũ khí. Và tôi đã vô tình chạm một cây thương và tôi trở thành là tôi đây. Kỹ năng dùng thương thiêu luyện. Đây chính là tôi. Thật ra là nhân vật của tôi thôi. Tôi muốn chọn lại. Nếu người máy lập trình, không biết ai lập trình với cái người máy nói gì nó nhiều nó quá trời luôn. Lại tiếp tục nói chuyện với một cỗ máy khác, thoát khỏi cỗ máy kia lại đến cỗ máy này. Tại sao tôi toàn nói chuyện với người máy vậy? Tôi tưởng sẽ đến một thế giới cổ đại và tôi sẽ dùng những tri thức của tôi chứ. Quái vật à? Cho mà chết luôn. Tôi sẽ vào khu vực cấm luôn. Tôi đâu có sợ đâu. Đây là những cục bom. Đây là con trùm ở đây. Gì à? Mày chạy đâu vậy? Tao đây cơ mà. Ulti 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Cú trọt thương vĩ đại. Cú chém thần tốc. Cú trọt thương vĩ đại. Tôi có khả năng dịch chuyển. Vậy mà lại giúp bắt đi bộ. Trời ơi, đây mới là gu tôi nè. Cô gái cầm kiếm lên sau. Thứ hai, khi mà game toàn gu. 40 mấy phút rồi, có khi game này tôi phải live stream quá. Chơi cái game này tôi phải live stream quá. Lại gặp lại con Silly này nữa. Silly rồi. Cá cho nó ăn hả? À, là lượng cá này. Lượm tận 5 con cá rồi. Cúc kinh. Phong. Chúc mừng bạn. Wow, cá ngon quá. Sao tôi giống dân bốc quát vậy? Ủa, biến gì? Biến một hòn đá thành một cái gọi là khu vực luôn đấy à? Lại là thằng dê ke này. Mày thích chấp dê tao đúng không? Mày sorry tao làm cái gì? Bây giờ tôi di chuyển tới đâu đây? Oh, hay quá. Tôi đã di chuyển tới sát ngay. Sao nó buồn vậy? Làm gì mà buồn? Có gì mà buồn? Buồn thì buồn mới ít thôi. Buồn gì mà buồn hoài? Hai con này tâm sự chắc đến khuya. Hai bọn nó còn ngắm trời nữa. Chắc tôi cũng ngắm trời nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Thì đến đây tập 1 của mình đã kết thúc rồi. Có vẻ như mình phải để lại để lần sau làm thêm một cái clip nữa. Chứ bây giờ mà làm hết thì còn cái gì mà coi đúng không mọi người. Nhưng mà tôi cũng muốn biết là ở đây có cái chế độ nào nó đẹp hơn không. Kiểu giống như là thì giống như góc nhìn thứ ba vậy. Nhưng mà không có hay sao. Tôi thích đánh đứng như thế nào luôn. Đánh đứng phát cấu. Vỗ tay. Không có đâu.